rộ tin đồn xuống hạng nhất, Đặng Văn Lâm vẫn được câu lạc bộ Bình Định sử dụng. Thủ thành Đặng Văn Lâm có động thái lạ giữa hàng loạt tin đồn chuyển nhượng bủa vây bản thân trong những ngày qua. Chiều ngày 12 tháng 8, Đặng Văn Lâm vẫn tập luyện bình thường cùng câu lạc bộ Bình Định để chuẩn bị cho mùa giải mới. Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy vẫn điền tên học trò vào kế hoạch giao hữu, tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới. Giữa tuần này, họ đã tập cùng câu lạc bộ Đà Nẵng. Trước đó, Văn Lâm được cho là sẽ chuyển đến câu lạc bộ trẻ thành phố Hồ Chí Minh ở giải hạng nhất. Thậm chí, có cả tin đồn cho rằng Văn Lâm sớm chuyển tới giải Ngân Hà, Nam Định. Dù không còn duy trì phong độ đỉnh cao như 3 năm trước nhưng Đặng Văn Lâm vẫn là người gác đền hàng đầu của V-League. Anh sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với Nguyễn Philip trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam. Có một số thông tin cho rằng Văn Lâm nhận được sự quan tâm từ cả câu lạc bộ Nam Định. Đến lúc này, chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Văn Lâm sẽ gia nhập nhà đương kim vô địch V-League. Văn Lâm là cái tên được quan tâm hàng đầu trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất để các đội bóng tiếp cận với Văn Lâm là lương và phí lót tay. Họ có thể phải chi trả đến 6 tỷ đồng cho một mùa giải mà Văn Lâm phục vụ. Về năng lực chuyên môn, anh thừa sức thi đấu cho các đội bóng hướng đến mục tiêu vô địch có tài chính tốt. Đây là điều mà đội Bình Định không đảm bảo. Đội bóng đất võ để Văn Thuận, Văn Thành, Đức Lợi, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh ra đi và chuyển đến đội bóng vừa giành quyền lên chơi ở giải hạng nhất. Tiền đạo chủ lực Alan cũng sớm từ biệt sân Quy Nhơn ra thi đấu cho câu lạc bộ Công An Hà Nội. Ngoài ra, tiền vệ Leo Atua cũng quyết định gia nhập đội bóng ngành công an. Thương vụ chuyển nhượng mới chỉ hoàn tất cách đây một ngày. Atua đã chào tạm biệt các đồng đội và chuẩn bị đến câu lạc bộ mới. Lúc này, câu lạc bộ Bình Định mới gia hạn hợp đồng với Minh Tuấn, Hồng Quân và đón trung vệ Lục Xuân Hưng gia nhập.